Xin chào tất cả các con. Cô là cô Phương Nhung. Do dịch bệnh nên cô con mình không gặp nhau. Hôm nay cô sẽ đồng hành với chúng mình trong giờ học làm quen với chữ viết, với đề tài làm quen nhóm chữ cái O, O, Ơ. Qua bài học này, các con cần nắm được những kiến thức sau. 1. Kiến thức. Trẻ nhận biết chính xác chữ cái O, O, Ơ trong các từ ghép. Trẻ biết hình dạng, cấu tạo âm chữ của các chữ cái O, O, Ơ. Biết tên gọi và từ chỉ tên gọi có chứa chữ cái O, O, Ơ. 2. Kỹ năng. Trẻ phát âm chính xác chữ cái. Nhận ra sự giống và khác nhau của chữ cái O, O, Ơ. Trẻ có kỹ năng phân biệt chữ cái O, O, Ơ qua các trò chơi ôn luyện. Trẻ nói to rõ ràng và đủ câu. 3. Thái độ. Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. Có ý thức tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động theo nhóm thông qua các trò chơi. Nào, chúng mình cùng tìm hiểu xem nhóm chữ cái O, O, Ơ có những điều thú vị gì nhé. Sau đây, cô có một câu đố. Các con hãy lắng nghe và đoán xem câu đố nói về cái gì nhé. Quả gì không phải để ăn, mà dùng để đá, để lăn, để chuyền? Đó là quả gì? Đáp án 1, quả cam. Đáp án 2, quả bóng. Đáp án 3, quả táo. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. À, đúng rồi, đó là quả bóng. Đây là hình ảnh quả bóng. Dưới hình ảnh là từ quả bóng. Cô mời các con cùng đọc với cô nào. Quả bóng, quả bóng, quả bóng. Trong cụm từ quả bóng có rất nhiều chữ cái mới. Hôm nay cô sẽ cho lớp mình làm quen một nhóm chữ cái. Muốn biết chữ cái đầu tiên là chữ gì thì các con hãy nhìn lên màn hình nhé. Đây là chữ O in thường. Các con lắng nghe cô phát âm chữ O. Khi phát âm, chúng mình nhớ mở rộng miệng, tròn môi nhé. O, O, O. Cô mời các con phát âm. O, O, O. Lưu ý, khi phát âm, chúng mình phát âm to và rõ ràng. Theo các con, chữ O được cấu tạo bằng những nét gì? Chữ O in thường được cấu tạo bởi một nét cong tròn khép kín. Cô mời chúng mình nhắc lại. Chữ O in thường được cấu tạo bởi một nét cong tròn khép kín. Cô xin giới thiệu với các con. Đây là chữ O in hoa, chữ O in thường và chữ O viết thường. Tuy có nhiều cách viết, nhưng mỗi chữ O đều có cấu tạo giống nhau, gồm một nét cong tròn khép kín và được phát âm là O. Các con đọc lại cùng với cô nào. O, O, O. Cô mời các con cùng nhìn lên màn hình xem có điều gì xảy ra. Một nét cong tròn mà thêm một chiếc mũ xuôi xinh xắn thì sẽ thành chữ gì? À, đó là chữ O đấy. Đây là chữ O in thường. Các con lắng nghe cô phát âm. O, O, O. Cô mời chúng mình cùng phát âm. O, O, O. Con hãy nói to cho cô biết chữ O in thường được cấu tạo bởi nét gì? À, chữ O in thường được cấu tạo giống như chữ O là có một nét cong tròn khép kín. Nhưng chữ O còn có thêm một chiếc mũ xuôi ở phía trên. Chúng mình cùng làm mũ chữ O với cô
bằng cách vòng tay lên trên đầu, chạm các đầu ngón tay lại để làm thành mũ chữ O nào. Các con ạ, chữ O có nhiều cách viết khác nhau. Đây là chữ O in hoa, chữ O in thường và chữ O viết thường. Tuy có cách viết khác nhau, nhưng có cùng một cách phát âm là O. Các con hãy đọc cùng cô một lần nữa nào. O. Bây giờ, để cho tiết học thêm sôi động, cô và các con sẽ cùng vận động theo một bài hát tiếng Anh vui nhộn nhé. Nào, xin mời các con cùng đứng lên. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet, stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no, say oh no. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap, take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Vừa rồi, cô và các con đã cùng vận động một bài hát thật là vui đúng không? Ngay bây giờ, cô có một hình ảnh. Cả lớp mình cùng quan sát nhé. À, đây là hình ảnh lá cờ. Dưới hình ảnh lá cờ, cô có từ lá cờ. Cô mời các con cùng đọc. Lá cờ, lá cờ, lá cờ. Chữ cái cuối cùng trong nhóm chữ cái ngày hôm nay cô muốn giới thiệu đến với các con, đó là chữ ơ in thường. Các con lắng nghe cô phát âm. Ơ, ơ, ơ. Cô mời các con cùng phát âm. Ơ, ơ, ơ. Các con cho cô biết chữ ơ in thường được cấu tạo như thế nào? Chữ ơ in thường cũng được cấu tạo bởi một nét cong tròn khép kín và có thêm một cái móc nhỏ phía trên bên phải đấy. Các con cùng nhắc lại nào. Chữ ơ in thường được cấu tạo bởi một nét cong tròn khép kín và một móc nhỏ phía trên bên phải. Xin giới thiệu với các con, đây là chữ ơ in hoa, chữ ơ in thường và chữ ơ viết thường. Tuy có nhiều cách viết khác nhau, nhưng có cùng một cách phát âm là ơ. Các con cùng phát âm một lần nữa. Ơ. Trên màn hình xuất hiện ba chữ cái mà ngày hôm nay các con được làm quen. Các con cùng nhìn lên và phát âm lại thật to nào. O, ơ, ơ. Cùng quan sát và cho cô biết chữ o, ô, ơ có điểm gì giống và khác nhau. Ba chữ cái o, ô, ơ có điểm giống nhau, đó là cùng được cấu tạo bởi một nét cong tròn khép kín. Về điểm khác nhau,
cô có một bài thơ để tặng cho chúng mình. Chúng mình hãy cùng lắng nghe nhé. O tròn như quả trứng gà, O thì đội mũ, Ơ thì thêm dâu. O Ơ hai chữ khác nhau, Ơ thì thêm cái móc câu bên mình. Chúng mình đã nhìn ra điểm khác nhau chưa nào? Xin mời các con đến với trò chơi đầu tiên, Ai tinh mắt. Yêu cầu của trò chơi này là các con cùng luyện đọc với cô bài thơ Gà học chữ và tìm nhóm chữ cái O, Ô, Ơ có trong bài thơ nhé. Gà học chữ. Ngày đầu đến lớp, cô dạy chữ O. Gà trống thích chí, gáy vàng ó ó. Thương cô gà mái, đánh vần chẳng xong. Lục cá lục cục, kiếm ổ rơm nằm. Đến môn tập viết, gà trống bới cào. Nét chữ siêu vẹo, hàng thấp hàng cao. Mái mờ hớn hở, nộp bài cho cô. Tục ta tục tác, quả trứng tròn vo. Mới hay gà mái, luyện chữ cả đêm. O tròn quả trứng, ai ai cũng thèm. Các con hãy tìm trong bài thơ Gà học chữ có bao nhiêu chữ cái O, Ô, Ơ nhé. Trò chơi 2, ai nhanh trí. Bé hãy tìm chữ cái O, Ô, Ơ có trong các từ dưới mỗi hình ảnh sau. Ba anh cùng giống cái mình, tròn xoe như trái trứng gà nhà ai. Một anh đội mũ thật hay, anh kia làm biếng, cô thời thêm dâu. Câu đố nhắc đến những chữ cái nào? Đáp án 1. Nhóm chữ cái A, Á, Ớ. Đáp án 2. Nhóm chữ cái O, Ô, Ơ. Đáp án 3. Nhóm chữ cái Bờ, Giờ, Đờ. Dáng hình cong cong, giống như cái vòng, tròn tròn xinh xắn, sao bé thích lắm. Chữ cái gì nào? Đáp án 1. Chữ O. Đáp án 2. Chữ Ơ. Đáp án 3. Chữ Ô. Chúng tôi là những chị em, đều như những trái bóng tròn xinh xinh. Chị tôi đội mũ trên đầu, em trai rất thích bộ râu của mình. Là những chữ gì? Đáp án 1. Nhóm chữ cái Bờ, Giờ, Đờ. Đáp án 2. Nhóm chữ cái Y, Tờ, Cờ. Đáp án 3. Nhóm chữ cái O, Ô, Ơ. Xin chào các em, chúng ta cùng học chữ cái O, Ô, Ơ qua bài hát nhé. Tròn tròn như quả trứng là chữ O, cho đội thêm chiếc mũ thành chữ Ô. O lại thêm móc câu thành chữ Ơ. O, Ô, Ơ, O, Ô, Ơ, em biết chữ rồi. O, O, con ong, con ong. Con thỏ, con thỏ. Quả nho, quả nho. Lọ hoa, lọ hoa. Con chó, con chó. Gà con, gà con. Ô, ô. Ô tô, ô tô. Cái ô, cái ô.
giáo. Cô giáo. Con hổ. Con hổ. Cano. Cano. Gà trống. Gà trống. Ơ. Ơ. Súp lơ. Súp lơ. Thợ xây. Thợ xây. Quả ớt. Quả ớt. Lá cờ. Lá cờ. Cái nơ. Cái nơ. Con lợn. Con lợn. Tròn tròn như quả trứng là chữ O. Cho đội thêm chiếc mũ thành chữ O. O lại thêm móc câu thành chữ Ơ. O O Ơ. O O Ơ. Em biết chữ O O Ơ rồi. Chúng mình vừa được làm quen với nhóm chữ cái O O Ơ. Giờ học rất thú vị đúng không nào? Khi ở nhà, các con hãy thử tìm xem nhóm chữ cái O, O, Ơ xuất hiện ở những đâu nhé. Chúng mình hãy dành một chút thời gian trong ngày để ngồi đọc truyện cùng với bố mẹ, tìm nhóm chữ cái mà cô đã dạy và tập kể cho bố mẹ nghe.